Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà anh Khuyên tại Hải Dương. Và trước khi đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây, để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi đang tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng ở châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tờ xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho các công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng
trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và đây quý vị có thể thấy chúng tôi có đăng tải này, cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 0964458888 hoặc 0924099999 hay 0828133333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Khuyên ngày hôm nay ạ. Như tôi có vừa giới thiệu với quý vị thì đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phong cách hiện đại thì đã không có quá xa lạ gì trong các thiết kế của Mark Home chúng tôi rồi, bởi vì những cái đường nét của nó rất là đơn giản nhưng mà lại toát lên được cái vẻ đẹp khỏe khoắn và bề thế. Và như công trình này cũng vậy ạ. Cái đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy nhất của phong cách hiện đại đó chính là sử dụng những cái đường hình kỳ hà, ví dụ như là hình vuông này, hình chữ nhật này, rồi là trên tất cả các diện tường hệ cột thì không có đắp vẽ bất kỳ một phào chỉ hay họa tiết hoa văn gì cả, mà đơn giản chỉ là những mảng tường được sơn màu hay là những phần tường được ốp gạch mà thôi. Chính vì thế mà cái phong cách hiện đại này được rất nhiều người ưa chuộng, không chỉ bởi vẻ đẹp mà bên cạnh đó thì cái giá thành của nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với phong cách cổ điển hay là tân cổ điển. Và công trình này của chúng ta thì cũng được pha trộn với những màu sắc vô cùng hài hòa, với lại 3 gam màu chủ đạo. Đó chính là màu trắng nằm ở các diện tường này, màu xanh ghi sẽ nằm ở trên khu vực phần mái, phần cổ mái và một số phần tường được sơn màu. Và ngoài ra, để cho các công trình của chúng ta thêm khỏe khoắn và tạo điểm nhấn ấn tượng thì khu vực này, phần trên và dưới cửa sổ này đó thì đều có ốp bằng chất liệu, đó chính là gạch thẻ xám, hay đơn giản là dưới cái phần khu vực phần chân cột của chúng ta cũng thế. Tất cả này nó sẽ tạo cho công trình của chúng ta một cái vẻ đẹp nó rất là dịu mát mắt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào chi tiết về công trình này nha quý vị. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy công trình này được sử dụng hệ thống bậc tam cấp đi lên, giúp cho ngôi nhà của chúng ta này trông cao ráo hơn và bề thế hơn. Và cái phần bậc tam cấp này thì nó sẽ nâng cốt nhà lên một chút. Thì sau này nếu như mà cái khu vực phần đường phía ngoài nó có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và cái phần chân đế công trình của chúng ta này, tất cả đều được ốp bằng đá trẻ để bảo vệ cho cái phần này khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Và đây là một căn nhà vườn, cho nên là khu vực ở phía dưới tầng 1 của chúng tôi có thiết kế thêm một hệ thống bồn hoa. Bồn hoa thì sẽ giúp làm tăng thêm vẻ đẹp cho công trình, giúp công trình thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy vậy thì bồn hoa lại nằm ở ngay vị trí phía bên ngoài, là nơi tiếp xúc trực tiếp với điều kiện thời tiết như nắng mưa thất thường. Đồng thời thì các vật liệu như đất cát nước tồn đọng khá lâu ngày, chính vì thế mà lâu dần thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như là mục này, nứt nẻ này, thấm cho khu vực bồn hoa. Chính vì vậy mà cái việc xử lý chống thấm cho bồn hoa là một việc làm vô cùng cần thiết. Quý vị nhớ là lưu ý trong quá trình thi công nha. Công trình này thì với những hệ thống cột trụ này cũng rất là lớn và vuông vức. Đây là một trong những thiết kế đặc trưng của phong cách hiện đại rồi. Ở giữa thì có những hệ thống đường kẻ chỉ âm cột này, kết hợp với lại cái hệ thống đèn dọi chiếu sáng nữa, giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm nổi bật và lung linh hơn vào ban đêm. Hệ thống cửa chính của công trình sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ lim Nam Phi, kết hợp cùng với lại những hệ thống pano kính chạy xung quanh, vừa có tác dụng trang trí cho cửa và vẫn đảm bảo được yếu tố thông thoáng. Gỗ lim là một trong những cái loại gỗ mà cái đường vân của nó cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì về cái độ bền của nó ấy, thì nó sẽ không bền được so với lại những cái vật liệu mới như hiện nay. Ví dụ quý vị có thể tham khảo qua cái loại cửa thép vân gỗ này hay là cửa nhôm hệ. Hai cái loại cửa này là những vật liệu mới, cho nên là nó có khả năng là nó sẽ chống chịu được mọi cái tác động thời tiết này, cũng như là khắc phục được những nhược điểm của gỗ tự nhiên mang lại. Ví dụ như chống mối mọt, chống cong vênh vô cùng tốt. Đặc biệt là cái thao tác của nó khi mà mở ra đóng vào nó vô cùng nhẹ nhàng, nên là quý vị có thể tham khảo qua nhé. Còn nếu như mà ai mà vẫn yêu thích những cái gì thuộc về tự nhiên, ví dụ như gia chủ của chúng ta ở đây, thì cũng có thể là sử dụng gỗ tự nhiên cũng được. Chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng cái ý kiến cũng như là ý muốn của gia chủ.
Còn toàn bộ hệ thống là cửa phụ, cửa sổ, cửa đi của công trình đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý đến 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên thì đó chính là cái khuẩn khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài. Có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau. Ví dụ nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực này, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy vào từng tầm tài chính của mỗi gia đình thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại vật liệu khác nhau để có thể là vừa phù hợp với điều kiện kinh tế này cũng như là đảm bảo được kết cấu cho phần cửa. Và đây là một công trình mang phong cách hiện đại cho nên là những cái vật liệu được sử dụng trong cái công trình này cũng đều là những vật liệu mới. Ngoài cái hệ thống là bê tông cốt thép ra thì chúng ta có sử dụng này trên khu vực phần ban công tầng 2 á, thì sẽ là cái lan can ban công bằng kính. Phần kính thì nó sẽ giúp là cho cái không gian của chúng ta thêm rộng rãi hơn và sẽ không bị che khuất tầm nhìn. Đây là cái phần mặt bên của công trình thì chúng ta thấy được rằng là ở công trình nào của chúng ta nhé, ngoài một cái hệ thống để tiếp cận vào căn nhà theo cái lối là sảnh chính ấy, thì chúng ta sẽ còn có thêm một hệ thống cửa nữa. Cửa này thì cũng sẽ đi vào trong khu vực là công năng chính của công trình nha quý vị. Và một công trình của chúng ta thì có nhiều lối tiếp cận thì sẽ giúp chúng ta có thể là dễ dàng này di chuyển vào căn nhà hơn và thuận tiện cho quá trình sinh hoạt. Và quý vị có thể thấy là trong tất cả các thiết kế của Mark Home chúng tôi ấy, luôn luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch. Và trong những cái căn nhà, đặc biệt là mái Nhật hay mái Thái nhá, đều có để ra những cái khoảng đấy, để chúng ta có thể thứ nhất là đi xung quanh căn nhà của mình để thăm thú cũng như là kiểm tra này. Cái thứ hai ấy, là chúng ta, tại vì sao mà chúng tôi lại không có xây dựng công trình nó sát với cái phần là tường? Bởi vì là nếu như ấy, mà trong cái trường hợp mà nước mưa ở phía bên trên nó có bị rơi xuống thì nó cũng sẽ không bị hắt sang khu vực nhà hàng xóm mà chỉ có rơi vào trong địa phận của nhà mình thôi nha quý vị. Đây là một trong những thiết kế vô cùng văn minh ạ. Đây là một mặt bên khác của công trình này. Đây là mặt sau. Nhìn vào mặt sau ta thấy là đây, khu vực này thì sẽ là cái sân phơi có thiết kế các chuồng cọp để đảm bảo khi mà chúng ta phơi quần áo thì quần áo nếu mà trời có gió to chẳng hạn thì quần áo sẽ không bị bay ra ngoài. Còn phía bên trên hệ mái thì sẽ có thêm cái ô để tắc nước và thái dương năng. Ngay cả phía bên này cũng thế này. Xung quanh đều những khoảng trống nha, thì chúng ta di chuyển nha quý vị. Còn đây thì sẽ là tổng quan công trình của chúng ta. Từ khu vực cổng này bước vào này thì ngay phía trước này sẽ có một hệ thống chòi nghỉ. Còn toàn bộ phần sân này sẽ được lát bằng chất liệu đó chính là cái gạch chống trơn. Còn đây sẽ là cái khu vực mà để ô tô. Còn công trình của chúng ta thì được thiết kế với hệ thống mái Nhật. Mái Nhật là một trong những cái loại mái mà rất quen thuộc rồi. Loại mái này thì nó có tên gọi khác đó chính là mái lùn, được xuất phát từ đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Hệ thống mái này của chúng ta này thì cũng sẽ còn có một cái đặc điểm nữa, đó chính là mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông nên được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Đấy, chính vì thế mà cái hệ thống mái Nhật này có thể thấy là đặt trong cái căn nhà của chúng ta trở nên rất là hài hòa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với phần tiếp theo, đó chính là cái phần bóc mái của công trình nhá, để có thể thấy được toàn bộ cái phần công năng bên trong của một ngôi nhà theo góc nhìn từ phía bên trên xuống. Phần bóc mái của chúng tôi thì được kiến trúc sư thể hiện rất đầy đủ này, từng những cái đồ nội thất này, rồi vật liệu được sử dụng trong không gian này. Và toàn bộ phần bóc mái thì cũng được các kiến trúc sư thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà. Đầu tiên thì từ khu vực sảnh chính bước vào ta sẽ có một không gian phòng khách. Phòng khách thì ở đây có đặt một bộ bàn ghế sofa này, được làm chất liệu gỗ tự nhiên. Phía bên này thì sẽ là một hệ thống tivi kết hợp vách ngăn để ngăn cách không gian phòng khách phía ngoài và khu vực phòng bếp phía trong. Từ cửa chính bước vào phía bên tay phải thì sẽ là một không gian thờ cúng. Phòng thờ của chúng ta thì đặt ở ngay phía đầu của ngôi nhà này, rồi hướng thẳng ra phía mặt tiền giúp đón được nhiều tài lộc cũng như là vượng khí. Cầu thang thì đặt ở giữa nhà. Rồi tiếp theo là không gian phòng bếp phòng ăn kết hợp với nhau. Một bộ bàn ăn lớn dành cho khoảng tầm 6 người. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L, với thứ tự là bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này. Đây sẽ có một hệ thống cửa. Lối tiếp cận thứ hai của ngôi nhà nha quý vị. Dưới tầng 1 của chúng ta thì cũng sẽ có thiết kế một khu vực phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thường, không nhà vệ sinh khép kín, tuy nhiên thì được thiết kế cũng khá là đầy đủ, từ hệ thống giường ngủ này, rồi tắp đầu giường này, bàn trang điểm hay tủ quần áo.
Và phía cuối công trình của chúng ta thì sẽ là một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1, có đầy đủ này như lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen và có vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng vòi tắm. Đây là một cái góc nhìn khác phía dưới không gian tầng 1 của chúng ta nha quý vị. Rất là chi tiết. Tiếp theo thì đây sẽ là không gian tầng 2. Và bên trên tầng 2 của chúng ta thì khu vực này sẽ là một cái phòng hiện tại thì sẽ để trống này. Phòng này có thể biến tấu thành một cái không gian phòng sinh hoạt chung hoặc là một phòng để đồ. Tại vì sao lại như thế ạ? Bởi vì là ngay phía dưới không gian tầng 1 của chúng ta thì đã là phòng thờ rồi. Nên chúng tôi không có thiết kế là cái khu phòng ngủ nhá, hay là phòng vệ sinh ở đây nha quý vị, để đảm bảo yếu tố về mặt phong thủy. Nên là quý vị nào mà đang lăn tăn là tại sao mà để phòng thờ phía dưới tầng 1 ấy, thì liệu là có bị đảm, có ảnh hưởng phong thủy đối với những căn nhà từ 2 tầng trở lên không? Thì trong công ty Mắc Hồ của chúng tôi luôn luôn có những đội, có những chuyên gia phong thủy này sẽ tư vấn đầy đủ cho quý vị để làm sao mà chúng ta sắp xếp công năng cho phù hợp nhất. Còn đây là chính là hình ảnh mà khi mà chúng tôi về trực tiếp công trình của nhà gia chủ và ký hợp đồng thiết kế nha quý vị. Đó. Căn nhà thì chắc là đã cũ lắm rồi. Đây, và sau này thì chúng tôi có về thì bay một cái máy flycam lên để lấy toàn bộ cái hiện trạng khuôn đất. Thì nó đang dài như thế này thì ta thấy được rằng là cái ngôi nhà cũ, công trình cũ của gia đình ở đây. Thì ở phía sau này sẽ là cái khoảng vườn vô cùng rộng. Thì đối với thiết kế mới của chúng tôi ấy, theo một cái khuôn đất như thế này thì chúng tôi sẽ đẩy lùi công trình về tận phía đằng sau này. Còn ở phía trước này thì sẽ đập hết đi. Đó, sau đó thì sẽ là để một cái không gian để khu vực tiểu cảnh và sân vườn, rồi khu vực để xe ở phía trước để đảm bảo được thuận tiện trong quá trình sinh hoạt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình. Chủ đầu tư là anh Nguyễn Ngọc Khuyên, địa điểm là khu 2 Hải Tân, Hải Dương. Ở đây thì chính là mặt bằng hiện trạng, và nhìn vào cái phần bằng hiện trạng này ta sẽ thấy được cái tổng diện tích khu đất toàn bộ này của công trình rơi vào khoảng tầm là 395m², một cái không gian nó khá là rộng rãi. Và đây thì sẽ là cái mặt bằng định vị công trình, cái mà chúng tôi tư vấn cho gia chủ để công trình lùi phía sau. Ở phía trước này khoảng sân vô cùng rộng nha quý vị. Tiếp theo là phần mặt bằng bát trạch phong thủy. Nhìn phần này ta thấy được rằng gia chủ sinh năm 1988. Thì các hướng tốt hợp với gia chủ đó là hướng Bắc thiên y thiên thời che chở, hướng Đông phục vị được sự giúp đỡ, hướng Nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn, và hướng Đông Nam phúc đức mọi sự ổn định. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là từ hướng nhà này, hướng bếp này, hướng ban thờ này đều được quay về hướng Bắc nha quý vị. Đây là một cái hướng vô cùng tốt, hướng thiên y được thiên thời che chở. Tiếp theo thì sẽ là phần mặt bằng nội thất của công trình, hay còn gọi là mặt bằng công năng đấy ạ. Vừa nãy trong cái phần bóc mái thì tôi đã giới thiệu với quý vị là đầy đủ rồi cái phần công năng phía bên trong của ngôi nhà rồi. Bây giờ thì ở phần này tôi sẽ nói sơ sơ qua cho nhiều quý vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có riêng cái chiều ngang về mặt trước ấy, thì rơi vào khoảng tầm là 8,4m. Còn cái khu vực chiều sâu ở đây thì sẽ là 14,2m nha quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai sàn tầng 1 và tầng 2 lên đến khoảng tầm là 238m². Một cái không gian nó khá là rộng rãi để chúng ta có thể là bố trí được mặt bằng công năng phù hợp này. Ở ngay dưới tầng 1 thì sẽ có một phòng khách 27m², phòng thờ là 11,5m², phòng bếp phòng ăn kết hợp là 20m², phòng ngủ là 12,5m² và một nhà vệ sinh 4,7m². Lên đến không gian tầng 2 thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, trong đó thì phòng ngủ 2, phòng ngủ 3, phòng ngủ 4 đều là những phòng ngủ thường và có đồng diện tích với nhau là 12,5m². Phía cuối công trình thì sẽ là một khu vực giặt phơi, ở một bên thì sẽ là một nhà vệ sinh chung. Còn ở phía trước công trình thì sẽ là một cái phòng để đồ, diện tích là 1,5m², và ra phía ngoài sẽ là một ban công. Tiếp theo thì sẽ là cái phần mặt đứng của công trình. Nhìn vào phần mặt đứng thì ta có thể thấy được toàn bộ cái tổng chiều cao của công trình. Tính từ cốt sân lên đến khu vực đỉnh mái thì sẽ rơi vào khoảng tầm là 10,8m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ bậc tam cấp đi lên bao gồm 3 bậc là 450mm. Và chiều cao thông thủy của khu vực tầng 1 là 3,9m. Chiều cao thông thủy của tầng 2 thì sẽ là 3,6m. Và chiều cao phần mái thì sẽ là 2,9m. Tiếp theo thì sẽ là phần mặt cắt của công trình, cho chúng ta thấy được toàn bộ cái không gian xung bên trong căn nhà mà nó cắt qua, bao gồm chiều cao của hệ thống cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, độ dày của tường, dầm sàn, rồi là phần nào cần phải hạ cốt, phần nào cần phải nâng cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Đây là phần
về cái khu vực nhà vệ sinh của công trình này, rồi là những cái chi tiết về khu vực cầu thang này, cái mặt đứng mặt cắt này, rồi chi tiết trụ gỗ này, con tiện inox này, rồi là tay vịn. Đây thì sẽ là phần mặt bằng bố trí cửa. Rồi là hệ thống cửa chính của chúng ta thì được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là cửa gỗ lim Nam Phi với kính cường lực an toàn dày 8.38mm. Kích thước ở đây sẽ là 2m7 x 2m7, một kích thước rất là phù hợp trong phong thủy. Thì quý vị có thể là vào cái thước lỗ ban để tham khảo nha quý vị. Còn toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa phụ, cửa đi của công trình thì đều được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là cửa nhôm hệ kính dày 6.38. Đây là chi tiết phần mái này, rồi sơ đồ kèo điển hình này, hay là mặt bằng lát sàn cho chúng ta thấy được xung quanh này, rồi là bên trong ngôi nhà khu vực nào cần sử dụng loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng là thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Đây sẽ là cái khu vực trần đèn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng sang với phần kết cấu của công trình nhà anh Khuyên. Ở đây chúng tôi sử dụng là móng băng bê tông cốt thép để đảm bảo tải trọng cho cả công trình. Còn giải pháp kết cấu phần thân thì sẽ là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm có ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong cái bản hồ sơ kết cấu này thì ta thể hiện rất là đầy đủ này. Ví dụ như là mặt bằng móng này, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng răng chân tường, mặt bằng bê tông nền, mặt cắt qua vị trí tường móng, là chi tiết của cột này, rồi là mặt cắt qua cột này, hay là bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Phần tiếp theo thì sẽ là hạng mục điện nước, quyết định yếu tố là sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Thì trong phần điện nước rồi chúng tôi thể hiện cũng khá là đầy đủ, như là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera chống sét tầng mái này, chống sét tiếp địa này, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện hay là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước, hay là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ điện nước này là một cái phần rất là quan trọng và không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Khuyên có địa chỉ tại Hải Dương. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu công trình này? Có thể để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng quên là gọi điện ngay từ các số hotline của Móc Hùng chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.